Kính chào quý vị, chúc quý vị buổi tối cuối tuần nhiều niềm vui và xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian cho chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Cà phê hạt được xay ngay tại chỗ giúp các tín đồ của loại thức uống thú vị này yên tâm hơn. Một xu hướng mới trong việc thưởng thức cà phê đang dần được hình thành. Nhật Bản viện trợ không hoàn lại cho 5 dự án an sinh xã hội tại các tỉnh phía Nam với tổng kinh phí gần 350.000 đô la Mỹ. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin khẳng định mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã quay lại con đường hợp tác đối tác trên nhiều lĩnh vực. Thưa quý vị, chiều ngày 10 tháng 3 năm 2017, đoàn cán bộ tỉnh ủy Long An do trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đinh Ngọc Lâm làm trưởng đoàn đến thăm cảng quốc tế Long An thuộc địa bàn xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc. Cảng quốc tế Long An được đầu tư xây dựng trên diện tích 147 ha, tổng nguồn vốn đầu tư trên 9.000 tỷ đồng, gồm 7 cầu cảng có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng từ 30.000 đến 70.000 DWT và 5 bến cảng nội địa tiếp nhận tải trọng 2.000 DWT. Cảng được chia thành 7 giai đoạn, hiện nay đã hoàn thành giai đoạn 1, có thể tiếp nhận tàu có tải trọng 30.000 DWT. Dự kiến đến cuối năm 2017, cầu cảng số 2 sẽ hoàn thành, nâng tải trọng tàu tiếp nhận lên đến 50.000 DWT và sẽ hoạt động hết công suất vào năm 2023. Tương lai, cảng quốc tế Long An là một trong những cảng biển có quy mô lớn nhất khu vực phía Nam. Được biết, từ đầu năm 2017 đến nay, cảng quốc tế Long An đã chính thức đón 2 chuyến tàu có tải trọng gần 8.000 DWT đến 14.000 DWT cập bến, có hải trình vận chuyển hàng hóa từ Australia về Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đoàn giám sát của Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa có buổi làm việc với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về tình hình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và luật thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Cùng tham gia buổi làm việc có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Lâm. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát cũng chia sẻ những khó khăn vướng mắt và ghi nhận các kiến nghị của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, đồng thời bày tỏ băn khoăn về thực chất của phong trào vì vẫn còn tình trạng chạy theo thành tích. Trước đó, báo cáo tại buổi làm việc cho biết, trong thời gian qua, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 103 trên 192 xã phường thị trấn đạt chuẩn văn hóa, hơn 98% ấp khu phố văn hóa được công nhận, tỷ lệ gia đình văn hóa chiếm hơn 97%, 93% số cơ quan đơn vị doanh nghiệp được công nhận đạt chuẩn văn hóa. Về thực hiện luật thể dục thể thao, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch kiến nghị cần có chính sách tăng tỷ lệ chi ngân sách nhà nước đầu tư cơ sở phục vụ hoạt động thể dục thể thao, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách ở các xã phường thị trấn. Đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Phan Văn Nhiệm, vụ trưởng vụ 3 Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đến chiến nhà ghi ơn mẹ Việt Nam anh hùng, huyện Châu Thành, lãnh đạo huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành tiếp và dự lễ chiến cùng đoàn. Đến thắp hương tưởng niệm các mẹ Việt Nam anh hùng đã mất, đoàn cán bộ Ban Tổ chức Trung ương và các đồng chí lãnh đạo huyện Châu Thành bày tỏ lòng thành kính tri ân những đóng góp to lớn của các mẹ cho công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Công trình nhà ghi ơn mẹ Việt Nam anh hùng xây dựng tại khu phố 3 thị trấn Tầm Chu. Khối nhà xây dựng trên nền diện tích 1.000 m², trong đó nhà ghi ơn mẹ Việt Nam anh hùng rộng 170 m². Công trình thi công từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2016 với tổng kinh phí 4,8 tỷ đồng. Nhà ghi ơn mẹ Việt Nam anh hùng là công trình có ý nghĩa lịch sử đối với quân và dân của huyện Châu Thành. Công trình sẽ là nơi tham quan du lịch gắn với những hoạt động về nguồn, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Huyện Châu Thành có 490 mẹ Việt Nam anh hùng đã được Đảng nhà nước truy tặng phong tặng danh hiệu cao quý bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thưa quý vị, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An vừa tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh lần thứ 11 mở rộng nhiệm kỳ 2013-2018, đánh giá phong trào kinh tế tập thể năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Tính đến cuối năm 2016, trên địa bàn tỉnh có 133 hợp tác xã, trong đó có 109 hợp tác xã đang hoạt động và 24 hợp tác xã đã ngừng hoạt động, hơn 1.700 tổ hợp tác. Đến nay, tỉnh đã xây dựng được 10 hợp tác xã đạt điển hình tiên tiến cấp tỉnh, nổi bật như mô hình hợp tác xã Thanh Long Tầm Chu, hợp tác xã Gò Gòn, hợp tác xã Rau An Toàn Phước Hòa, hợp tác xã xây dựng thương mại đoàn kết, hợp tác xã vận tải Thanh Bình. Nhiều hợp tác xã đã chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm.
tích cực phối hợp với địa phương triển khai phân vùng sản xuất, mở rộng liên kết sản xuất, gắn với phát triển các cơ sở chế biến, bảo quản, nâng cao giá trị nông sản, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ sản phẩm. Năm 2017, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Long An tiếp tục củng cố các hợp tác xã hoạt động yếu kém, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới, đa dạng lĩnh vực hoạt động của các hợp tác xã, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, vận động 100% hợp tác xã thành lập mới tham gia thành viên Liên minh Hợp tác xã và vận động phát triển thành viên liên kết. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An vừa tổ chức xét duyệt tuyển chọn đề tài nghiên cứu khoa học, nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp ứng dụng công nghệ WebRIS mã nguồn mở. Đề tài do hai đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phân viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Biến đổi Khí hậu nghiên cứu thực hiện. Căn cứ vào kết quả đánh giá, Hội đồng Khoa học và Công nghệ chuyên ngành thống nhất đề nghị trong Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đơn vị thực hiện đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp ứng dụng công nghệ WebRIS mã nguồn mở. Hội đồng cũng thống nhất đề nghị thực hiện nhiệm vụ trên theo đề cương cho sở này đề xuất có bổ sung điều chỉnh. Mục tiêu của đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp ứng dụng công nghệ WebRIS mã nguồn mở là xây dựng hệ thống thông tin nông nghiệp phục vụ quản lý tình hình sản xuất nông nghiệp và các thông tin liên quan đến thổ nhưỡng, thời tiết, thủy văn, dịch bệnh, sản lượng. Trong đó mục tiêu cụ thể là xây dựng cơ sở dữ liệu lĩnh vực nông nghiệp và các dữ liệu liên quan, xây dựng ứng dụng dựa trên công nghệ WebRIS có tích hợp ontology, nâng cao độ chính xác và trích xuất được các thông tin liên quan, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu nông nghiệp. Hệ thống cung cấp thông tin nhanh chính xác phục vụ việc tái cơ cấu nông nghiệp tỉnh Long An thích ứng với biến đổi khí hậu và đảm bảo phát triển bền vững. Tại huyện Tân Hưng, hiện nay nông dân đã thu hoạch hơn 14.000 trên tổng số hơn 24.000 hecta lúa đông xuân, năng suất bình quân từ 5 đến 6,5 tấn một hecta. Ngay sau khi thu hoạch, nhiều nông dân đã nôn nóng xuống giống vụ hè thu năm 2017 nên có nhiều diện tích lại bị sâu năng tấn công. Thì đúng rồi, cắt thu hoạch thì xả lại liền chứ theo cho kịp thời vụ, thành ra cái thời gian mình nó làm đồng nó cũng không được kỹ lắm, ra giờ nó mới dịch hại, nó cũng hại được một số mà đa phần lớn là cái muối hành thì giờ tính ra tổng kết cho hết rồi 20%. Để hạn chế sự gây hại của sâu bệnh, nhất là muỗi hành, ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân không nên gieo xạ liên tiếp 3 vụ mà nên xen canh 2 lúa một màu hoặc 2 vụ lúa, nhưng phải đảm bảo cách đi tối thiểu là 20 ngày để cắt đứt mầm bệnh. Hiện nay, huyện Tân Hưng đã xuống giống gần 9.000 hecta lúa hè thu, trong đó đã có hơn 200 hecta bị muỗi hành gây hại. Thưa quý vị, trước thực trạng cà phê bẩn tràn lan trên thị trường, thời gian gần đây xu hướng thưởng thức cà phê sạch, cà phê nguyên chất đang được nhiều người dùng quan tâm lựa chọn. Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều quán cà phê đã và đang dần chuyển sang thực hiện xay cà phê hạt ngay tại chỗ, giúp cho khách hàng yên tâm hơn khi sử dụng. Một xu hướng tiêu dùng cà phê nguyên chất đang dần được hình thành. Ghi nhận của phóng viên thời sự trên địa bàn thành phố Tân An, mời quý vị theo dõi. Những quán cà phê như thế này đang ngày càng phổ biến và trở thành điểm đến tin cậy của những ai yêu thích vị đắng cà phê. Là một Việt kiều sinh sống lâu năm ở nước ngoài, mỗi khi có điều kiện về thăm quê, ông Nguyễn Thanh Hà và bạn bè của mình vẫn thường giữ thói quen uống cà phê mỗi sáng trước khi bắt đầu ngày mới. Dù là người khá sành về cà phê, nhưng để phân biệt đâu là cà phê thật hay cà phê pha trộn, ông Hà cũng bó tay. Do đó, để ứng phó với vấn nạn cà phê bẩn, ông Hà thường tìm đến thưởng thức tại những quán cà phê nguyên chất được rang xay tại chỗ. Cà phê xay thứ nhất là nó nguyên chất, cái chất lượng nó tốt, nó không có bị pha trộn như những chỗ khác. Thậm chí nhiều khi tôi đi xuống ở miền Tây á, có những cái quán cà phê kêu lên tôi uống không được. Thì uống cà phê người ta thích là đắng, đậm, coi như là đậm đen đó. Và cái đó là những cái phần cà phê mà có thể là không được thiệt. Nó sẽ sử dụng nhiều cái hóa chất để như là nó tạo đắng nè, nó tạo mùi, tạo hương. Thì uống những cái tình trạng mà cà phê như thế đó thì không khác gì mà mình hại cho cái sức khỏe của mình. Còn nếu mà bây giờ mình tìm hiểu được những cái quán cà phê mà đã có xuất xứ từ cái hạt cà phê xay ra tại chỗ thì cái mùi đắng, cái mùi của nó thì ít, nhưng mà cái đắng của nó thì đắng nhẹ. Xuất hiện trên địa bàn thành phố Tân An không lâu, nhưng các quán cà phê xay tại chỗ đã dần được nhiều thực khách tin tưởng lựa chọn. Đơn giản bởi ở đó,
mỗi người sẽ được thưởng thức một ly cà phê nguyên chất, an toàn, đậm đà hương vị. Vốn là người tâm huyết và đam mê cà phê, nên khi chuyển sang kinh doanh cà phê sạch, anh Lâm Quốc Hùng, chủ quán cà phê Khoa Nam, luôn chăm chút tỉ mỉ từ không gian quán đến chiếc máy xay cà phê, cho tới cái nhỏ nhất là chiếc phin hay cốc đựng cà phê. Và với anh, chất lượng cà phê phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, trước khi mở quán, anh đã mạnh dạn đầu tư dùng nguyên liệu cà phê tại huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng để đảm bảo tuyệt đối chất lượng nguồn cà phê phục vụ nhu cầu của khách. Bây giờ mà muốn để phân biệt được cái cà phê mà nguyên bản, cà phê nguyên chất, mình dùng một ly nước lạnh đây, mình kiểm tra đây, các bạn thấy. Mình dùng ly nước lạnh, mình kiểm tra coi có tẩm ướp cái gì trong này hay không. Thì bây giờ mình bỏ cái hạt cà phê mình vô đây nè. Mình bỏ vô đây. Xong rồi mình lấy cái muỗng nè. Mình đánh, mình quậy. Mình quậy hoài như thế này nè. Nếu mà có tẩm mà ký ninh hay nu sinh pháp hay soda hay màu công nghiệp, màu thực phẩm của Bộ Y tế cho phép ha. Nhưng mà đây có tẩm màu ở trong cái hạt cà phê này thì nó sẽ ra màu. Nó không chăng, nó không trong được như vậy. Đó, rồi lúc đó chúng ta phải xay. Có nhiều người hỏi tôi, người tiêu dùng nói là hỏi với tôi là cà phê tôi là cà phê sạch. Cà phê sạch, mà cái sạch vậy gì? Sạch về không phụ gia trong đó mới gọi là cà phê sạch. Tôi là người nông dân, tôi thích cái cà phê, tôi sản xuất cà phê để phục vụ cho cái người yêu quý sức khỏe. Lúc đầu thì mình cũng khó khăn lắm. Lúc đầu thì không có nhận biết gì về cà phê sạch. Nhưng sau dần dần thì họ sẽ đã hiểu hơn và họ tìm đến mình nhiều hơn. Những ly cà phê pha trộn, đen, đặc sánh dần đã và đang bị loại trừ. Thay vào đó, người tiêu dùng đã tìm đến những sản phẩm có chất lượng, uy tín để thưởng thức. Có thể nói, khi mà bài toán cà phê bẩn chưa tìm ra cách giải quyết, thì với sự nhạy bén, nhiều quán cà phê đã có những thay đổi trong tư duy kinh doanh được xem là hướng đi phù hợp. Qua đó, phần nào đáp ứng nhu cầu sử dụng cà phê sạch, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng. Xin được chuyển sang một số thông tin về tình hình an ninh trật tự đáng chú ý. Thưa quý vị, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An cho biết đang thụ lý điều tra vụ án giết người xảy ra tại ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Theo điều tra, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 15 tháng 2 năm 2017, sau khi dự tiệc, đối tượng Nguyễn Thành Công, sinh năm 1997, ngụ ấp Nhà Dài, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa tiếp tục đi nhậu. Khi chạy ngang đường liên xã thuộc ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, khi thấy một nhóm người đang ngồi nhậu tại lề đường, trong đó có một người từ trong chỗ nhậu đi ra, quơ tay về hướng Công nhưng không trúng. Tưởng có người chặn đường đánh mình nên đối tượng này đến kề dao vào cổ từ người trong nhóm nhậu. Khi tới chỗ anh Lưu Đức Lợi, tự tí, sinh năm 1978, ngụ ấp Bình Lương 2, xã Bình Thạnh, huyện Thủ Thừa, thì cả hai cự cãi. Công dùng dao đâm Lợi nhiều nhát, khiến Lợi tử vong trên đường đi cấp cứu. Nguyễn Thành Công bị bắt giữ ngay sau đó trong tình trạng còn say ma túy. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thành Công về tội giết người. Thưa quý vị, Hội đồng tiêu hủy rượu và thuốc lá ngoại nhập lậu huyện Đức Huệ vừa tiến hành tiêu hủy hơn 260.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu các loại. Đây là số thuốc do các lực lượng chức năng của huyện Đức Huệ phát hiện bắt giữ trong quá trình tuần tra kiểm soát trên các tuyến trọng điểm của khu vực biên giới. Trong những tháng đầu năm 2017, với những giải pháp quyết liệt của ngành chức năng, tình hình buôn lậu, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên địa bàn huyện Đức Huệ giảm khoảng 80%. Thưa quý vị, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố hợp đồng viện trợ không hoàn lại của chính phủ Nhật Bản cho 5 dự án an sinh xã hội tại các tỉnh phía Nam với tổng kinh phí gần 350.000 đô la Mỹ. 5 dự án được nhận tài trợ nằm trong khuôn khổ chương trình viện trợ không hoàn lại cấp cơ sở của chính phủ Nhật Bản với tổng kinh phí gần 350.000 đô la Mỹ được triển khai tại các tỉnh Đắk Lắk, Ninh Thuận và Trà Vinh, gồm dự án xây dựng trường mẫu giáo Hoa Quệ, xã Yken và dự án xây dựng hệ thống cấp nước xã Yhiêu, huyện Trong Bắc, tỉnh Đắk Lắk. Các dự án trang bị thiết bị y tế bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Sơn, tỉnh Bình Thuận cho bệnh viện đa khoa huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, cùng dự án trang bị máy đo thính lực cho trung tâm nghiên cứu giáo dục người khiếm thính.
Các dự án này nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục của các xã, huyện, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hỗ trợ cho người khuyết tật nghèo có hoàn cảnh khó khăn, góp phần nâng cao chất lượng đời sống người dân các địa phương. Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC đã chính thức đưa hệ thống quản lý giao thông thông minh trên tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đi vào vận hành khai thác. Hệ thống giao thông thông minh gồm 16 camera giám sát và 54 camera có chức năng quan sát, thăm dò, cảnh báo tốc độ phương tiện, cùng với hệ thống thông tin liên lạc không dây, 8 bảng thông tin khả biến, cùng hệ thống bộ đàm liên lạc nội bộ giúp nâng cao hiệu quả việc trao đổi thông tin, phối hợp kiểm soát, điều hành giao thông trên cao tốc. Toàn bộ dữ liệu hình ảnh video trên tuyến được truyền về Trung tâm Quản lý Điều hành Giao thông của tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và được nhân viên trực theo dõi và xử lý 24/24 giờ. Qua đó sẽ chủ động và nâng cao công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, công an địa phương, lực lượng cảnh sát giao thông, cứu hộ y tế trong công tác xử lý vi phạm giao thông, cứu hộ cứu nạn trên đường cao tốc. Ngoài ra, hệ thống bảng thông tin điện tử cung cấp thông tin đầy đủ chính xác về điều kiện của tuyến đường, thông tin thời tiết và tình trạng lưu thông trên đường cao tốc, hỗ trợ tài xế nắm đầy đủ thông tin tuyến, làm chủ tốc độ khi lưu thông qua đoạn đường có sự cố hoặc thời tiết xấu. Tổng mức đầu tư hệ thống giao thông thông minh này khoảng 800 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, thay vì phải đi lại nhiều lần, chờ đợi lâu để làm hồ sơ cấp đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông như trước đây, thì từ ngày 6 tháng 3 vừa qua, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam có thể tự làm thủ tục này trên máy tính hay smartphone thông qua tờ khai điện tử trên website của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh với nhiều tiện ích mới. Mỗi ngày, các cán bộ của Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh phải giải quyết hơn 300 bộ hồ sơ của công dân đến cấp đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông. Tuy nhiên, trên thực tế, lượng người đến làm thủ tục luôn cao hơn số hồ sơ tiếp nhận, đã tạo áp lực cho việc giải quyết công việc. Để đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, từ ngày 6 tháng 3 vừa qua, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã thực hiện tiếp nhận tờ khai điện tử đề nghị cấp đổi hộ chiếu phổ thông qua website http://hochiếu.xuatnhapcanh.gov.vn với nhiều tiện ích mới. Người dân có thể thực hiện bất cứ ở nơi nào có internet, thì cái việc lên trên cơ quan cục là chúng tôi chỉ cần chụp ảnh để tích hợp vào tờ khai, và chỉ cần sau khi tích hợp tờ khai thì tất cả dữ liệu đó đã trong hệ thống quản lý của chúng tôi đã có rồi. Thì có nghĩa là thời gian người ta chỉ cần duy nhất là đóng dấu đối chiếu, xác nhận lại chữ ký của mình, đóng lệ phí và có thể chọn dịch vụ bưu chính để chuyển hộ chiếu tại nhà. Sau khi thực hiện xong các thủ tục khai hồ sơ qua các thiết bị kết nối internet như máy tính, smartphone, người dân sẽ được cấp một mã số tờ khai và từ đó có thể chủ động đặt lịch hẹn đến nộp hồ sơ theo thời gian ấn định trên hệ thống. Ngoài ra, người dân cũng có thể đến trực tiếp trụ sở cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được các cán bộ ở đây hướng dẫn. Việc thay đổi thủ tục như này thì nó tiện lợi cho người dân với cả cán bộ làm việc bên trong này luôn. Đó. Và thống nhất luôn, không bị đầy đà như ngày trước nữa mà nhanh gọn. Rất là hài lòng, với nhanh và nhiệt tình, nhất là mấy em trẻ này nè, làm rất là tại vì mình lớn tuổi rồi, mình không có biết vi tính, mấy em làm hay lắm. Như vậy, với việc triển khai tờ khai điện tử, giờ đây người dân chỉ cần đến làm việc một lần là có thể nhận được hộ chiếu tận tay, không tốn nhiều thời gian công sức đi lại, chờ đợi như trước. Trong thời gian tới, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh sẽ tiếp tục có những đổi mới trong cải cách thủ tục hành chính để ngày càng tạo thêm sự thuận lợi cho người dân cần cấp đổi bổ sung hộ chiếu cho nhu cầu du lịch, thăm người thân, công tác, học tập, làm việc tại nước ngoài.